Xin chào bà con, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình dạy nhạc của Nguyễn Kiên. Hôm trước các bạn đã thấy cái bài giảng về khóa son. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một tí xíu. Ở đây là khóa son. Đấy, các bạn nhìn thấy khóa son. Thì khóa son thì nó được xuất phát từ cái dòng kẻ số 2 và nó đưa lên. Ở đây, mình vẽ ở đây. Còn nếu không thì mình sẽ vẽ nhanh cho tất cả mọi người nhìn lại một lần nữa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải có 5 dòng kẻ. 5 dòng kẻ xong rồi chúng ta sẽ vẽ vào đấy. Đây, xin mời các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Xong chúng ta đá từ cái vị trí đường kẻ số 2 này đi lên và quẹo xuống đây. Đó, thì các nốt nhạc mình đã nói bài trước và mình để sơ đi dưới này. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ có một bài mới mà các bạn đã yêu cầu mình làm. Đây là khóa pha. Nhìn thì nó trong trong cũng như khóa son thôi, nhưng mà nó có hai cái chấm như này. Đấy, ở đây mình đã vẽ sẵn đây rồi. Thì các bạn kẻ cho mình 5 dòng kẻ của khóa son. Đó, ở đây chúng ta nhìn thấy rất là rõ đúng không ạ? Rồi chúng ta chỉ cần là lộn ngược lại. Ở đây thì chúng ta lộn ngược lại như thế này, lộn sang bên này. Đó, đây đúng không ạ? Thí dụ như ở đây là thành khóa pha rồi. Nói thì nó hơi là bắt đăng dí một tí, nhưng mà chúng ta không nhớ thì chúng phải chơi cái trò này thôi. Đó, hai chấm đây. Đây chúng ta đã có một khóa pha. Và tôi xóa hết đi vị trí này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là khóa pha. Đó, các bạn có một cái đó tưởng tượng nhé, rất là tốt, thì chúng ta sẽ hình dung ra được. Vậy thôi, nó đơn giản. Thì các vị trí ở trên này á, thì các bạn quan sát cho tôi. Các vị trí ở trên này, từ đây là khóa pha, thì chúng ta sẽ tính lên đây. Mình sẽ ghi rõ đây, các bạn lấy viết ra và ghi lại nhé. Các bạn ghi ra ký tự ở đây cho dễ nhớ. Hoặc chúng ta giơ cái bàn xòe cái bàn tay của mình ra. Đây, ngón đeo nhắn của chúng ta ở đây là khóa son. Đó, bắt đầu từ đây. Ok, thì chúng ta lộn ngược cái bàn tay lại. Đấy, lộn ngược bàn tay lại. Lộn ngược lại. Ok, đấy thì chúng ta sẽ có là pha. Từ vị trí này là pha ở đây. Đấy, pha thì chúng ta chính lên đây là son. Ở cái khe này là son. Son đây, đúng, mình có viết G ở đây. La. La là A. C. C là B. Đó. Đô. Đây là đây, đây chúng ta sẽ có những cái đồng gạc phụ. Ré. Mí. Đấy, thì trên này mình ghi ở đây là đô 4. Đây là đô 4 cho quý vị. Đây là C4. Chúng ta sẽ đánh ở trên đàn mino, sẽ là đô 1, đô 2, đô 3, đô 4. Đô 4 là cái quãng mà con người chúng ta có thể sướng âm được. Đa phần mọi người có là cái giọng echo, tức là phổ thông á, mọi người có thể sướng âm được. Ví dụ như đô mi son đô. Đây là đô 5. Đô. Còn đô của Bằng Kiều có thể là đô 6 hoặc là kiểu một số anh em khá khá thứ cao hơn chúng ta cái giọng của chúng ta sướng lên. Thì bình thường là đô 4 chúng ta sướng đô đô, đây là đô bà. Đó, mình không hát được cái đó. Rồi, tương tự như vậy thì ở dưới này chúng ta sẽ lùi về pha rồi mi. Đó đúng không ạ? Pha mi. Đó, pha mi đê đô. Vậy chúng ta có một cách nhớ thứ hai nữa rất là dễ, là rất là các bạn nhớ cái khóa son rồi đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy là la của son là đô của pha. La của son là đô của pha, tức là nếu ở trong vị trí này nốt la ở đây. Nốt la. Đó, của khóa son thì nó sẽ là đô của pha. Chạy cũng được. Tức là đô 3, nó là ở đây. Đây đô. Đấy, chính xác nó là ở đây. Đây là đô. Đấy, C. Đấy, la, son, pha, mi, rê. Đấy, đô. Đây là đô 2. Đô 2 nha. Đó. Thì chúng ta không cần nhớ đô mấy hết, nhưng mà bây giờ mình chỉ cần các bạn nhớ cái kỹ thuật để chúng ta đang đánh son như thế này, chúng ta lộn ngược lại thành pha và chúng ta hiểu cho mình cái khóa pha. Để chúng ta phối những cái bài piano nó đơn giản hơn và chúng ta đánh piano nó dễ hơn. Tại vì khi mà một cái cuốn piano mà các bạn muốn nhìn được cả hai tay á, thì yêu cầu các bạn có một cái thời gian tập, mất rất là nhiều thời gian, đâu không phải đơn giản đâu. Nên chúng ta sẽ phải tập từng ngày, từng ngày, từng ngày. Có hai hướng, mình trước nay thì mình vẫn dạy cho các bạn cái cách học có là học theo đam mê. Nhưng mà mình nghĩ tất cả đam mê nó cũng được dựa trên nền nhạc lý, trên cái lý thuyết.
mà các bạn có đầy đủ kiến thức thì mình nghĩ các bạn sẽ học nó tiện hơn và dễ hơn, hoặc là chúng ta hội nhập thế giới nó dễ hơn. Tại vì những cái tác phẩm mà người ta sản trên YouTube á, thì đều có cái sheet như thế này, thì chúng ta nhìn cái sheet nhạc như thế này nó vẫn tiện hơn cho mình là khi chúng ta mò. Rồi các bạn hãy để comment lại ở dưới này, rồi mình sẽ cho ra những cái series chất lượng hơn, cũng như là sau này sẽ khó khăn sẽ giải quyết cho các bạn luôn. Các nhớ nhớ của mình như vậy mình nghĩ sẽ là hay cho một số bạn đang muốn tìm hiểu cái nhạc cụ piano, hoặc là những cái nhạc cụ mà có bè bát như là cello hay là một số kèn 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 saxo, saxo baritone, saxo đại khái như thế. Các bạn có thể sử dụng cái này để chúng ta học được nhiều thứ. Và các bạn đừng bắt bẻ mình ở chỗ là nếu như mà chúng ta soạn chính xác đó, thì trên này sẽ có một quả bè khóa son, thứ này là bè khóa pha, nhưng hôm nay cái bài này là bài khóa pha, cho nên là mình mong tất cả các bạn sẽ chịu khó ghi nhớ cái tay trái hôm nay. Cảm ơn các bạn, hãy đăng ký kênh của mình để mình nhận những video mới của mình, cũng như ủng hộ mình để mình có động lực làm nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.